Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Cái gì vậy trời? Cái bà thì vô duyên vậy. Bà làm gì bỏ em tôi? Tiêu tan hết trơn trời ơi, trời ơi, banh chành rồi, trời chết rồi, trời ơi. Con kia ở đâu? Ơi. Gì ơi? Có sao không? Tôi không có sao rồi đó. Nhưng mà cái này có nó sao nè, là tôi tự giận đó. Trời đất ơi, có cái xe mà làm quá à. Có cái gì tôi đền? Cái xe quăng ngoài đường mày thèm lụm làm thì ghê. Ủa con mẹ này ở đâu mà khẩu khí lớn như người ta? Cái giọng này nghe quen quen nè. Quen gì? Ai quen biết gì đâu? Ai quen biết gì đâu? Bà ở đâu hả? Tôi ở số này. Số này bà dở khăn cho tôi coi coi. Dở khăn gì? Sức mỹ phẩm bị dị ứng cho nội. Dị ứng? Ừ. Bây giờ ai cũng nói vậy hết á. Dở cái mặt ra cái mặt xấu quá. Ai xấu? Giận trời chứ. Giận trời. Tôi giới thiệu cho chị biết. Tôi thứ năm. Biết rồi. Thợ xóm này đó ai gọi tôi là ông Năm. Ừ. Không lẽ anh Năm. Tôi thì gà trống nuôi con. Phải không? Đó. Thành thử đã nhờ chiếc xe đạp đây nè. Chứ không có tiếc nấu gì nó hết á. Nhờ nó đó mà tôi đi chợ hàng ngày á, tôi mua thực phẩm này nọ về nấu nướng cho tụi nhỏ nó ăn đi mà. Cha ơi, giờ giỏi dữ vậy đó hả? Thôi bây giờ có người nào cũng tanh bành hết trơn rồi. Tôi đi về nha. Không có. Ủa? Sao đâu, xe không sao. Rồi. Không sao phải không? Rồi tôi đi về. Đổi tánh hiền nào vậy trời. Ông anh. Gì vậy? Quay. Gì nữa, kiếm chuyện gì nữa đây? Cho hỏi thăm chút. Nói nghe. Gì? Ông ở xứ này ông biết ông Bảy Đò không? Gì? Ông Bảy Đò. Bà là ai biết ông Bảy Đò? Hỏi thăm vậy đó. Ông Bảy Đò đó. À quên nữa. Không cần hỏi. Là tại vì á, ba tôi giàu quá mà. Ở xóm này là đò của ba tôi không á. Biết. Thành ra tôi kêu là ông Bảy Đò. Ừ. Tôi còn ông nè. Biết mà. Sao mà biết tên ba tôi? Hồi xưa đó tôi cơm bưng nước rót cho ổng mà. Ta nói hộ cơm tận vườn luôn á. Ta nói buổi chiều tối là xa bóp đồ. Cái gì vậy? Hộ cơm tận vườn hả? Ờ. Bà là vợ bé ông phải không? Phải không? Tôi nói cho bà biết nha. Bữa nay tôi thay mặt má tôi nè. Ba tôi chết rồi, má tôi cũng chết rồi, còn thằng con còn sống đây nè. Thay mặt cha mẹ tôi quýnh bà nè. Ê, cái tật không bỏ hả? Bà dụ dỗ ba tôi hả? Dám không? Hả? Ông dám quýnh tôi không? Tôi nói bây giờ ông dám mà đụng tới cọng lông chân một cái là tôi mới sợ ông đó. Ông đụng tôi thử coi. Quýnh đi. Hồi nhỏ không võ làm gì đâu. Bà có tin rồi tôi đánh bà không? Đánh đi, đánh vô cái mặt tôi nè. Nè, đánh đi. Anh ơi. Một cái bộp vô trong mặt tôi đi. Bà. Đây nè. Biết ai không? Biết ai không? Anh không? Bà về đây làm cái gì? Nhà tôi về. Ai cấm? Nhà bà. Nhà bà. Xin lỗi bà nghe. 10 năm về trước, kể từ ngày bà đi bỏ tôi đi thành phố á. Bỏ cha con tôi bơ vơ đó. Coi như cái nhà này không phải là của bà nữa rồi. Tại sao tôi bỏ đi ông biết không? Tại sao? Ông nhớ không? Nhìn bản mặt tôi nè. Nè. Thấy cái thẹo này không? À. Đây là một cái. Còn trong mình tôi là 81 cái thẹo, muốn không tôi lột cả. Tôi lột nó cho coi nè. Giữa đường nghe. Có người đi qua đi lại kìa. Loại gì? Đừng có làm bậy nha. Thứ đàn bà cái tánh nào tận nấy. Mà tôi đánh mà cái bể đâu. Bây giờ tôi nói thiệt với ông, tôi không có quỡn mà tôi về tôi thăm ông nha. Tại vì mấy đứa nhỏ nó có chuyện tôi mới phải về thôi nha. Chứ không phải tôi rảnh là tôi đứng đây tôi nói chuyện với ông. Nè, nhớ rằng cái nhà của tôi không phải là quán trọ, muốn ghé nào ghé nha, miễn về đó. Tôi cứ về làm gì tôi? Về mấy đứa nhỏ. Cười khi dễ đó. Mấy đứa nhỏ. Trời ơi, làm tôi thằng này ngu lắm vậy. Ôm tiền ôm bạc lên thành phố 10 năm nay á, rồi bị mấy thằng kia nó gạt gẫm hết rồi. Tính về đây đặng kiếm chút cháu đi lên thành phố dân cho nó ăn ở giọng cái gì. Tôi đâu có ngu, tôi hiểu rủa can bà hết rồi.
Bà đừng có đi nữa, bà chở tôi đó. Bà đứng lại. Đứng lại. Cơm chín rồi, cơm chín rồi. Mời mọi người nè. Thơm quá. Con mời cha xuống ăn cơm chưa? Con mời cha rồi. Hôm nay là má nấu toàn mấy món ruột của nhà mình không á. Đúng là má nấu, cái gì cũng xuất sắc hết á. Tôi nói nhìn rồi ngon nhức nhách luôn á. Con nói thiệt, không ai nấu ngon qua bằng má của con. Có canh chua. Dạ. Vậy chứ hồi đó không có bả đó, ai nấu cho tụi bay ăn? Thì cha nấu. Mà nói chung là cha với má nấu ai nấu cũng ngon hết á. Với lại cha nhớ không, hôm bữa cha kho cái nồi cá gô kho tội mà nó khét nghẹt mà nó vẫn ngon á cha. Cá gô kho khét ngon lắm. Thôi dạ, cha ngồi xuống ăn cơm với cả nhà nha. Thôi tôi không có được cái phước ở đâu. Cao lương mỹ vị quá ha. Canh chua tôm, thịt heo quay rồi. Tôi không có ăn mấy cái thứ đó được đâu. Mà cơm ăn hoài ngán lắm. Nấu mì ăn chơi. Thôi trời đánh tránh bữa ăn. Dạ. Có đứa nào ăn mì không? Đưa tay lên. Dạ. Con ăn cơm. Vậy là tụi bay theo phe má tụi bay hết rồi phải không? Im lặng tức là đồng ý. Cái gì đúng không? Được. Thôi kệ ông đi, bới cơm ăn. Ai không ăn thì thôi. Ta có lòng người ta nấu cho ăn, không ăn thì thôi chứ. Nhưng bới cơm cha, ơi. Cha. Cha làm gì vậy? Cha làm gì vậy cha? Dạ. Làm gì á? Cái này kìa. Quên kìa. Gì vậy? Cha làm gì lấy củi tùm lum vậy cha? Gì á? Ranh giới. Kể từ giờ phút này, tôi bên đây, bà phía bên kia. Từ đây chạy dài ra trước, trừ hai đứa bay thôi. Muốn qua bên đây thì qua bên kia thì qua. Nhưng mà riêng của mẹ đây, tôi cấm ngặt không được bước qua đây nữa. Bước nữa, nghe chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Được thôi. Bây giờ ông bên đó, tôi bên đây, thấy không? Ông ngoài trước, tôi ra ngoài sau. Ông đi ngoài đường, tôi vô trong nhà, thấy không? Nhớ cho kỹ nha. Từ đây qua đó là của ông à. Đúng vậy. Từ đây vô đây là của tôi mà, tôi có cái bếp nha. Kệ bà. Muốn nấu nướng ăn uống gì thì tự động nấu ở bển nha, không qua đây nha. Dĩ nhiên. Mà tôi nhắc cho ông nhớ. Ủa gì cha? Bên giới đặt sẵn. Rồi sẵn. Nhớ nha. Tôi nói bây giờ ông có đem kiệu qua ông rước tôi cũng không có thèm nha. Sao kiệu làm cho hoàng hậu gì kia kiệu rước chán trời, cái chán cái nhà này quá đi. Mẹ mới vừa nhóm đi là cái chân để bên đây liền thấy chưa? Quên làm dữ à? Coi chân tôi đi. Dạ cha. Cháu ăn cơm á cha. Ngon rồi nó đi làm ghê. Ngồi đó làm gì tôi? Má, cha định chia vậy rồi má cũng chịu vậy luôn hả? Chứ làm gì ổng giờ? Ổng cố tình, ổng chọc tức má. Ổng làm cho má bực bội, bức bối lên. Má phải bỏ nhà má đi nữa, hiểu không? Trời ơi, tao già chứ tao đâu có ngu. Ăn cơm đi. Nhà tao ở mắc mới, tao đi đâu? Nhưng mà... Kệ ổng đi, ăn không ăn thì thôi. Ăn nấu ngon vậy không ăn thì thôi chứ. Ăn đi. Má ăn cơm. Thưa má ăn cơm. Bước xuống ruộng sâu ta nản sầu tất gia. Tay ôm bó mã mà nước mắt hai hàng. Ai làm cho tôi trễ chuyến đò ngang. Cho sông cạn nước hò. Úi dạ trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, xe này gai không à trời. Chạy hết trơn rồi. Đói quá.
làm ruột mà ăn mì gói hoài loài ruột rồi. Ăn ba cái mì gói thì sao làm nổi. Đói quá rồi phải hát cho đỡ buồn, chứ tôi nghe tôi hát tôi còn thấy chán luôn. Hát dở với quỷ. Đói quá trời ạ. À. Cha. Cái gì? Chồng xíu thôi. Đứng tìm. Gì vậy? Con mang cơm cho cha nè. Ủa phải không? Cha người ta cơm trời giỏi dữ vậy. Dạo này thấy cha làm ruộng cực quá trời. À. Mà con biết á là cha ăn mì gói không à. Dạ. Sao đủ sức đúng không? Ừ. À. Ăn nhiều vô cha ơi. Ừ, cha biết rồi. Cơm ai nấu vậy? Con nấu cơm cho cha ăn đó. Mày làm sao biết nấu? Ủa, sao không biết nấu? Con lên thành phố con học, mấy đứa bạn thành phố chỉ con. Thiệt không á? Đừng bán đứng tao nha. Bán đứng gì? Cha ăn nhiều vô. Mày nấu tao mới ăn à? Ừ. Người khác nấu tao không ăn đâu nha. Ừ. Tao đói lắm mà. Ngon không? Ngon, 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 ngon. Đói quá rồi, cái gì cũng ăn cũng ngon. Ngon. Cha, Nghĩa, cha. Ủa, cha mắc gì? Cha. Trời ơi, trời ơi. Tự dưng ra ngoài ruộng ăn chi vậy cha? Ngu gì? Trời đất ơi trời. Tao mắc nghẹn. Mày phải vuốt chứ. Mày đập nó văng cơm nó chẳng thấy không? Cha tiếc gì mấy cái hộp cơm nó vậy, phải đập nó mới văng cơm ra. Sao không tiếc? Đây là hộp ngọc của trời, cái con. Trời ơi, cha lo gì, sau này con đi làm á, con kiếm bao nhiêu con trao cha bấy nhiều hết luôn. Thôi đi cô, ráng học đi. Lo cứ lo học rồi đừng có lo cái gì hết trơn á trời á. Nè, cái ngày mà thi đại học đó nha, tôi bán hai sào ruộng này tôi cho, tôi hứa là tôi làm. Ủa, cha bán hai sào ruộng rồi còn con cha cho gì? Còn đám sen kia là cho mày, có nhiều chuyện quá. Cha hứa với con rồi đó. Nó nghe nè. Dạ. Ngày mai đó nghe, con chạy ra chợ á, con mua nồi son cho ba nghe. Chi vậy cha? Về nấu cơm, tao nấu cho tụi bay ăn. Ba cho con mình ăn. Ủa? Vậy là có nghĩa buổi sáng cha nấu cho tụi con ăn, xong buổi trưa về má nấu tụi con ăn lần nữa. Chi cho cực vậy, trong khi á cả nhà mình ở chung có nhà. Nghĩa nói đúng á cha. Tự dưng cha đi chia ranh giới của cha với má ra làm gì? Xong nè, sắp tới đám giỗ ông nội nha, hàng xóm rồi dòng họ này kia, người ta nghĩ xấu gia đình mình nữa. Nè, đàn ông trai gì có miệng thì tại con giống cha thôi. Tôi mới không biết vậy, ở trong nhà này tao có quen con... thấy không, có mặt mẹ đây tao cũng nói nữa. Sao vậy, tao làm vậy cho mẹ chán nản đi, mẹ sợ tao đi rồi. Mẹ làm gì? Nhà tôi ở mắc mớ gì tôi phải đi đâu, ăn hết cơm rồi phải không? Nè, uống dừa đi, uống thấm giọng cho khỏe rồi chửi tiếp. Mẹ ơi. Ê, má mang vô đi, má công hồi ba ổng sùm lên nữa. Từ lúc mà má đi ba không có cho hai anh em con uống nước dừa. Ủa gì kỳ vậy? Cầm coi. Ủa gì kỳ khôi vậy? Từ ngoài đầu bờ ruộng vô tới đây nha, từ ngoài kia vô tới đây, nguyên cái hàng dừa ta nói còn nguyên si, không thấy ai hái gì trơn. Dừa ta nói trái đầy vô tới nửa gốc, không ai hái. Ủa sao vậy? Ủa là gì vì tôi thích, tôi khoái uống nước dừa nên là ghét tôi là không có cho mấy nhậu uống hả? Hả? Tôi thích. Đây, đây, nhấp xong, đây, ngọt, người ta uống. Ê, 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 bữa nó hỏi tôi quá nữa. Vậy là cái cơm này là má mày nấu rồi hả? Phước cái gì? Mày bắn nướng tạm phải không? Bây giờ ai nấu cũng được mà. Ôi, thưa cha ơi, cha nuốt hết trơn rồi. Không có nôn được đâu. Ôi, hết rồi, ôi, hết rồi. Nha, hứng, hứng, hứng. Thôi. Đi à. Đừng lụng đụng với tôi nha, đừng có làm quen nha. Để mắc kể chuyện đời xưa cho tụi bay nghe. Hồi xưa đó hen, có cái thằng cha kì kì, thằng cha cua má. Cha cua má mà thằng cha biết má khoái uống nước dừa đó. Ta nói dừa từ ngoài đầu xóm vô tới đây là sạch bách, không có cây nào mà còn được trái nào với thằng cha hết trơn. Ngày nào cũng xách ngoài dừa để cái cạch trước cửa nhà đặng cua má đó. Trời ạ, cái chuyện xa lơ xa lắc rồi, kể nó hoài. Tao có tin rằng tôi xé xác mà đâu. Cha đừng có nổi nóng lên nữa. Một hồi cha lên cơn bệnh á, không mấy con chạy về nhà con lấy thuốc cho cha uống nha. Thôi, không cần thuốc men gì hết trơn trời. Để cho chết dịch luôn đi. Chửi quá là chết à. Gì? Bà chủ tôi chết hả? Bà chủ tôi chết hả? Bà ấm chọn gia tài nè hả? Còn lâu lắm cưng ơi. Thầy bói coi tôi nói tôi 99 tuổi mới chết. Mà chết oan. Chứ nếu mà không có chết oan đó, 100 mấy chục tuổi mới chết.
khỏi ẩm gia tài, khỏi ẩm gia tài tôi. Hai đứa bay nè, bây giờ tao hỏi hai đứa tụi bay lần cuối nè, tụi bay theo cha là theo má mày? Cha, sao cha nói gì kỳ vậy? Đúng rồi đó cha, cha nói kỳ cục quá à. Cha là người nuôi tụi con trưởng thành, má là người 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau tụi con ra. Giờ cha kêu chọn người nào, làm sao tụi con biết chọn người nào? Còn tụi con chỉ mong á, cha với má hai người hả trở lại với nhau, gia đình sum họp không? Cha với má có nghĩ á là sau này anh hai lấy vợ, con lấy chồng, cha với má phải ở với nhau, nương tựa nhau, tụi con mới yên lòng được chứ. Hả hả? Ai tựa ai? Ai dựa ai? Xin làm đi, xin làm đi. Trời ơi, tôi một mình, tôi bôn ba mười mấy năm trời trên Sài Gòn, một thân một mình, mà vẫn tự nuôi thân tốt, rồi nuôi những người khác tốt. Trời ơi, tôi đâu... Thì tại sao không ở Sài Gòn đi? Bây giờ đây làm cái gì? Gia đình này đang hạnh phúc, im ấm, bây giờ để sáu tụng tùm lum hết trơn rồi à? Hay quá, ông nuôi con hay quá, nuôi con sao mà nó bỏ học mấy tháng trời không hay, con nghĩa đó. Dâu à. Mày bỏ học hả Nghĩa? Con mày không cha, tại con thấy cha làm khổ quá, con đi làm để kiếm tiền luôn mà cha. Cha bớt giận lỡ hả trời, sao cha động tay động chân với nó làm chi vậy? Con với má khuyên dữ lắm luôn á, chứ không bữa giờ là nó không dám về nhà luôn á. Thôi con đi đây, con chào vợ luôn đây. Tôi làm đầu tắt mặt tối để lo cho tụi nó nhỏ, nó bỏ học, nó khỏi cha nó không ra gì hết. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Có tin rồi tôi đánh bà không? Đánh đi, đánh vô cái mặt tôi nè. Nè đánh đi, đánh đi. Cái nhà của tôi không phải là quán trọ, muốn ghé đồ ghé nha, biết vậy đó. Tôi cứ về làm gì tôi. Về mấy đứa nhỏ. Cười khi dễ đó. Danh giới. Kể từ giờ phút này, tôi bên đây, bà phía bên kia, từ đây chạy dài ra trước. Trừ hai đứa bay thôi, muốn qua bên đây thì qua bên kia thì qua. Nhưng mà riêng của mẹ đây, tôi cấp ngạc không được bước qua đây nữa, bước nữa, nghe chưa? Cha với má có nghĩ á là sau này anh hai lấy vợ, con lấy chồng, cha với má phải ở với nhau, nương tựa nhau, tụi con mới yên lòng được chứ. Hả hả? Ai tựa ai? Ai dựa ai? Xin làm đi, xin làm đi. Trời ơi, tôi một mình, tôi bôn ba mười mấy năm trời trên Sài Gòn, một thân một mình, mà vẫn tự nuôi thân tốt, rồi nuôi những người khác tốt. Trời ơi, tôi đâu... Thì tại sao không ở Sài Gòn đi? Bây giờ đây làm cái gì? Gia đình này đang hạnh phúc, im ấm, bây giờ để sáu trộn tùm lum hết trơn rồi à? Hay quá, ông nuôi con hay quá, nuôi con sao mà nó bỏ học mấy tháng trời không hay, con nghĩa đó. Dâu à. Mày bỏ học hả Nghĩa? Con mày không cha, tại con thấy cha làm khổ quá, con đi làm để kiếm tiền luôn mà cha. Cha bớt giận lỡ hả trâu. Chia ranh cũng ngu quá trời. Cái nhà bếp về bả, muốn ăn mì phải đi xin nước sôi. Bây giờ có cái nón à, muốn để bàn để con không được nữa. Ra giới ngu thiệt. Gì vậy? Nhậu được không? Tầng ba mày đặt nhậu. Ủa? Ông nhậu được rồi mắc mớ gì tôi nhậu không được? Xin lỗi nha. Kể từ ngày bà bỏ đi tới giờ đó, tôi thề không bao giờ đụng tới một giọt rượu nữa. Ê, nói thiệt nó chơi tèo. Bà không tin hỏi mấy đứa nhỏ coi. Thiệt luôn hả? Đó tới giờ là không uống luôn hả? 10 năm nay không đụng tới một giọt rượu. Ồ, đã bay. Bữa nay phá lệ đi. Phá lệ một cái tèo. Vô tèo. Vũ hả? Gì vậy? Đây cái đầu này chưa có ngu. Phục vụ cho tôi sai, lấy giấy tờ nhà đi chứ gì, đúng không? Má ơi, xin lỗi, muốn lấy tôi lấy cái rột, khỏi cần phục vụ ai hết trơn, trời. Đây nè, bữa nay phá lệ một bữa, hai mình nhậu với nhau. Xong, tôi hứa danh dự luôn,
đi ra khỏi nhà tài trắng, được chưa? Ê, nói nhớ giữ lời nha. Danh dự. Biết cái tánh tôi nóng lắm á nha. Danh dự luôn mà. Ừ. Nhau không? Chơi. Sợ vô. Gì? Vô. Để không tới. Ủa thì xích vô lấy chứ không lẽ tôi phải bưng qua tôi hầu. Cho phép bước một chân qua đó. Ờ. Rồi lấy được cái ly vậy thôi. Nè. Ờ. Nhưng mà có ai nhậu cái chân như có tật chưa? Cái chân gì hả? Ủa ngồi sao uống được thì thôi chứ. Nhậu là phải thoải mái. Phải xích vô cho mệt. Dẹp bê củi luôn đi. Ờ. Mệt không? Vô cái coi. Khoan. Gì? Cái ly này của tôi phải không? Bà uống trước miếng này. Giống như vua chúa ngày xưa đó, trước khi ăn uống gì đó, thái giám nó phải thử. Mày chết là mày chết trước đúng không? Không phải chết, nhưng mà bị biết đâu phục cái thuốc ngủ ở trong này người tôi sai lấy giấy tờ nhà sao? Rồi sao? Đồ mua đâu ngon hả? Bà bảy ù quá chứ đâu. Làm thử miếng coi. Đã không? Đã không? Đã không? Lâu lâu lỡ đã. Coi coi. Trời ơi. Ta nói bợm rượu mà uống cái ly cái trông như vậy mà không biết mang nhục hả Tèo? Hả? Trời ơi bợm là người ta phải nhìn nè. Chạch bách. Không? Bợm là vậy nè Tèo. Ha? Vô. Hết cho tôi à. Ba cái đồ quý này làm gì? Dạ. Sao bốc ốc thiệt chứ? Trời ơi đốt đầy quá làm sao mà uống hết 100%. Ủa? Miếng làm miếng một coi. Mình lấy lưng quá mà, bợm rượu lấy lưng quá mà. Trời ơi. Ủa? Đúng không? Mà bà biết giọng hồi nào vậy? Nhờ âm á. Hồi xưa âm như cái hũ hèm nhớ không? À. Ta nói ngày nào về cũng xí lắc léo. Rồi xong cái quậy, ta nói quậy banh nhà lòng. Trong nhà là mấy mẹ con chạy tán loạn hết trơn. Ba hồi qua lối xóm núp, ba hồi thì ta nói chung gầm giường, gầm tủ gì, núp trốn được chỗ nào là trốn. Nhớ không, nhớ không? Tôi nhớ rồi đó là tôi giàu, tôi quậy là tình nó trốn đây. Ừ. Còn Nghĩa góc kia. Còn Nghĩa ba hồi góc này, ba hồi nói chung cũng gầm giường, còn tôi á. Còn bà leo tới nóng nhà. À. Vô. Uống đi, uống trước đi. Thôi, đó, thà là vậy, tôi mới dám uống. Chứ để tôi sai rồi bà lấy giấy tờ nhà tôi hả? Nói gì nè? Qua hộp rồi, dốt cái đất tôi. Qua hộp luôn. Nói được rồi. Hồi đó đó, tôi mà không có leo lên nóc nhà đó. À giờ này tôi xanh cỏ rồi. Ha. Tôi muốn toàn mạng với ông. Tại đó ông lên cơn cái là ông xách cây rửa bị lớn vậy, ông chạy cùng xóm, ông rượt má con tôi. Hai đứa kia là phải núp cho kỹ rồi không nói, tôi phải leo thoát lúc nóc nhà. Tôi ngồi chờ mưa nắng vậy cũng không dám xuống. Ha. Rồi tôi chờ cho ông ngủ say đó là thằng Tình với con Nghĩa là phải đi mượn thang. Giác ra cho tôi tuột xuống rồi tôi mới bắt đầu tôi hầu ông. Tôi lôi ông từ cái đống ối, từ cái đống bãi chiến trường ông nhậu đó tôi lôi vô tôi tắm rửa tôi lo cho ông xong rồi đi. Thu dọn tới nay nguyên một cái nhà ông quậy banh. Trời ơi, ta nói hồi đó nuôi con đã cực một rồi, hầu ông nhậu là cực tới 10. Bởi vậy chồng chúa vợ tôi mà. Phải giờ vậy thôi. Chúa không? Giờ chúa ai? Ờ, thì bây giờ sống mình cũng bình thường thôi, trời ơi. Bà đậu gì nấu rượu cái gì cay dữ vậy? Có rồi. Ủa rượu không cay chứ gì cay à? Đó. Bữa nay tại sao tôi uống với bà dữ vậy không? Rồi dạ. Bà đâu? Dân chơi mà Tèo. Đâu sợ mưa rơi Tèo. Bà còn rượu không? Chờ đó Tèo. Uống đi. Tôi với bà lâu lâu mới gặp nhau. Mà hãy gặp nhau là không say không về. Uống cho vui bà vợ chồng. Sao mà gặp mà uống hoài nó không say. Vô cái từ. Vô. Mình vô 100%. Vô. Mình vô cho hết chai này. Nhớ hồi xưa Tèo đi cua tôi không Tèo? Sao? Tèo leo cái cây dừa của bà Bảy Mảnh đó Tèo.
Tao nãy té mà lọt nhớ cái quần ra ngoài á Tèo. Chẳng nhớ không Tèo, bữa tao tôi cười muốn chết luôn á Tèo. Bà đi cô gái mà hết chuyện, cô gái bằng dừa không á. Nói bà nghe, tôi với bà tình nghĩa dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng. Cái bởi vì con cái nó lớn hết rồi, đúng không? Nhưng mà bà ác. Dạ. 10 năm trước bà ác. Bà đi ra khỏi nhà mà bà viết thư lại cho tôi chỉ cái vỏn vẹn 2 chữ: tôi đi. Tao nói nhớ tới cái vụ cái thơ. Tao nói tôi cười một trái luôn Tèo. Uống kể cho nghe. Hồi đó đó ông quánh tôi quá nè. Ông quánh tôi như con không đẻ vậy đó. Chồng chúa vợ tôi. Đó. Rồi xong. Đây cái thẹo còn của cái thẹo. Ghim hận ngàn năm nha Tèo. Tại đó ông quánh tôi quá. Tôi sợ quá mà. Tôi ký gửi 2 nhỏ cho bà ngoại nó. Cái tôi mới nói 2 nhỏ ở nhà. Bà ngoại với thím bảy lâu lâu qua canh chừng giùm tôi một cái. Tôi bỏ nhà tôi đi mừng ăn. Trời ơi, chia tay con mà trong bụng buồn lắm chứ. Tính là viết một cái bức tâm thơ dài như cái sớ luôn luôn á Tèo. Cái viết bắt đầu mở đầu cái tôi đi vừa tính viết nha Tèo, chưa kịp viết chữ nha Tèo luôn. Ông nằm kế bên không biết ông ứng bà hành sao sản hồn cầm cái chén phan vô mặt tôi cái bợp. Trời ơi trời, tôi chán ghét mặt mày tôi quảng hồn. Ta nói hồn dế lên mày xách vỏ chạy. Chạy đi là cái thơ mới có 2 chữ: tôi đi. Đó chắc tôi nằm mơ. Thấy gì thấy tôi quýnh lộn. Thấy quýnh tôi chứ gì. Không phải, mấy người học võ ngộn lắm. Người thấy quýnh lộn. Bởi vì võ giỏi á. Bởi vì võ giỏi để quýnh vợ không. Bởi vì cho nên tôi nói mà mốt tôi đi mừng ăn đó thì tôi phải học võ để tôi quánh chồng. Có khi nào tôi đi Tèo nhớ tôi không Tèo? Hả Tèo? Ơi. Cha, chơi, dậy chơi. Cha, chơi. Cha. Sao tự dưng cha ngủ đây vậy? Cha. Hả? Cha. Người nào á? Con nè, con Trình nè. Sao tự dưng? Trời đất ơi. Cái gì mà cha uống một mình, cha uống rượu vậy hả? Lâu lắm rồi tao mới uống lại á. Rồi cha uống với ai? Tao uống với má mày chứ ai. Cha uống với má. Ủa vậy còn má đâu ba? Ai biết. Sao tự dưng cha không biết? Tự dưng cha uống với má thì tất nhiên má phải ở đây chứ. Má mày uống chứ tao, rồi tao xỉn rồi tao ngủ đây. Giờ bà ở đâu tao có biết đâu. Thôi tao nhớ rồi. Trước khi uống rượu với tao, bà đã uống với tao bữa nay thôi. Rồi bà sẽ ra đi. Ra đi? Chắc đi rồi. Ra đi là sao cha? Cha đừng nói con là má bỏ đi nữa nha. Thì bỏ đi đó. Cái gì vậy? Cha có biết là con với lại Nghĩa là khuyên má dữ lắm không? Cha không giữ má lại, tự dưng cha để cho má đi nữa. Giữ? Cái người muốn đi làm sao giữ được? Cha không có thương má gì hết á, cha không thương gia đình gì hết trơn á. Tao nói mày nghe, 10 mấy năm trước bả đã đi rồi. Thì tao coi như là bả đã chết rồi. Cha nói vậy mà cha nghe được á. Cha có biết á là má á làm lụng á, gửi tiền chăm sóc cho tụi con từ nhỏ giờ không? Gửi tiền cho dì Tư nè, rồi lúc tụi con lên Sài Gòn cũng cho tiền tụi con nữa. Má lúc nào cũng quan tâm tới gia đình hết trơn á. Ủa mày nói vậy rồi cái tiền tao bán lúa tao gửi cho mày rồi mày làm gì? Trời ơi trời. Trời ơi, tiền bán lúa không đủ tiền tụi con trả tiền nhà trọ nữa. Tiền nhà trọ trên Sài Gòn á, nào là tiền ăn, tiền uống, rồi tiền học phí tùm lum nữa, làm sao mà đủ trả cha. Nè con nói cho cha biết luôn, cha có nhớ cái lần mà cha nằm bệnh viện ở trên Sài Gòn không? Cha cấp cứu không? Sao không nhớ? Thập tử nhất sanh. Lúc đó bay gần nửa căn nhà, vết thương vẫn còn đau nè. Vậy cha có biết tiền viện phí là bao nhiêu không?
mà tao có bảo hiểm. Con nói cho cha biết á, cái tiền viện phí á, cha bán 3 mùa lúa cũng không đủ trả nữa. Cha có bảo hiểm đúng không? Chỉ tính được 50% thôi, còn 50% còn lại á, là má cho cha đó. Má mà cho? Má cho chứ ai cho. Mà còn thêm một chuyện nữa, cha có biết không? Cha biết có cái quả thần ở trong người của cha, của một người giấu tên. Cha biết là ai không? Tao làm sao biết được, tao hỏi bác sĩ không trả lời thôi chứ cần gì tao biết. Cái quả thận đó là của má đó. Mày nói gì? Nói lại một lần nữa coi. Cái quả thận trong người của cha là của má đó. Sao lúc đó mày không, tới giờ mày không cho tao hay? Mày không nói thật cho tao biết. Má không có cho con nói. Mày giết tao rồi Tình ơi. Trời ơi. Đừng đi. Em đừng đi. Đứng lại. Cái gì vậy? Em đừng đi. Buông ra coi. Anh chờ em. Buông ra. Ông làm cái gì vậy? Hồi tối hôm qua là hai vợ chồng đã bàn bạc, đã tính toán sòng phẳng với nhau hết rồi. Không ai nợ ai hết á. Không nợ sao được? Một phần thân thể của bà đang nằm trong phần thân thể của tôi. Con nó kể tôi nghe hết trơn cái trời rồi. Thì trước tôi nợ ông, bây giờ ông nợ lại tôi vậy huề. Huề sao được huề? Cũng huề. Chứ bây giờ ông muốn làm sao? Thì tôi cho ông nợ luôn đó, khỏi trả luôn. Cái gì? Nghĩa vợ chồng nợ nhau mới đúng chứ. Cả trăm năm lận đó. Anh không muốn xa em đâu. Anh không có được đi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ở giữa đường giữa xác. Ông làm gì vậy? Em đừng đi. Người ta nhìn ông ơi. Ông tin ông không buông tôi nhảy xuống hồ không? Hai đứa lọt xuống hồ hết trời. Trời đất ơi. Tôi chưa chết mà trời ơi, ông làm cái gì vậy? Thôi, đi qua, dắt xe qua đây. Đi qua, dắt xe. Dắt xe làm gì? Chở tôi về. Về đâu? Về nhà chứ không lẽ về nhà người ta trời. Ủa? Nói vậy là em tha thứ cho anh rồi hả? Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Trời ơi, làm ơn nhớ giùm tôi. Thận mới ghép. Đào. Người còn yếu, nghe chưa? Muốn nhảy là nhảy, muốn tưng là tưng đâu. Nhắc mới nhớ, đau. Đau hả? Đạp xe nổi không? Nổi mà. Giờ mình làm lại từ đầu nhé. Đừng có ẻ nữa được không? Hả sao? Tôi vì cái tội mà ẻ này nè mà tôi mang nợ tới giờ đó. Qua lấy xe đi. Đừng ẻ nữa không? Đó. Xe hoa mui trần. Có cái mui nào đâu mà không trần. Mời em lên xe hoa. Lên xe hoa của Vĩnh nha. Ngồi nha. Rồi. Anh lên nha. Ôm đi. Ôm nha. Ôm đại đi. Uống gì ông bà Sáu vô làm? Để cho vợ chồng con nói chuyện chút xíu, chưa cần uống. Xíu nghe sao? Thiệt tình đi cả buổi trời về không được gì hết trơn. Trời đất ơi, bộ em tưởng là tôi muốn vậy hả? Đây nè, tôi cầm cái hồ sơ lên rõ ràng nè, thấy không? Tôi đưa lên trên xã, tôi xin gia vốn đàng hoàng. Mà nghĩ sao, ta đẩy cái hồ sơ ra cái rẹt.
tao không chịu. Ủa chứ thì ông nói cái gì trên đó mà người ta không chịu? Thì bây giờ đây là cái dự án của mình, mình bày tỏ là cái dự án của mình cần là cần cái gì. Mình đang muốn mở ra một nhà hàng. Mình mở ra một nhà hàng là nhà hàng gì? Nhà hàng gà đi bộ. Thì mình nói với người ta rõ ràng vậy thì ít nhất là người ta phải hỗ trợ cho mình, chứ tại sao lại đẩy cái hồ sơ mình ra cái rẹt là sao? Tại sao? Khoan. Quán sáng chưa mở hàng. Mà cái gì âm sùm vậy? Nói cho nghe nãy giờ tao hiểu gì. Sao ngồi đây đi. Sao ngồi đi. Thiệt có nghe coi vụ gì. Chán cái ông này lắm. Bây giờ con hỏi Sáu nè. Bây giờ trên xã mình bây giờ đang có chính sách là hỗ trợ cho dân gia giống để mà xóa đói giảm nghèo. Làm ăn. Thì tụi con thật sự ra tụi con đâu có giàu có gì đâu, đúng không? Thì đúng rồi, mày nghèo tao biết. Đó thì vợ chồng con là buôn bán gà. Thì Sáu cũng biết rồi. Nay bán được mai không. Biết rồi, biết rồi. Vậy bữa khác, bữa được bữa cái. Chứ bây giờ Sáu thấy ông buôn bán này lúc khác. Bữa nay thích ăn thịt gà, mai là thích ăn thịt heo. Mà bây giờ á, gà mình mua về mình nuôi đặng mình bán này nọ đó, thì mình để lâu á là cái con gà nó bị gì? Nếu coi bị chết đó chứ. Đó dịch đó, hiện tại dịch nè, dịch cúm nè. Rồi con mới suy nghĩ ra được một cái ý nghĩ hay. Đó chính là một cái dự án về nhà hàng. Làm về cái nhà hàng gà đi bộ. Đó. Gà đi bộ là sao không hiểu? Đó giờ tao chưa thấy con gà nào đi xe máy chưa. Trời ơi, gà mà đi xe máy là gà nào nữa trời. Mệt ghê. Gà đi bộ có nghĩa là sao? Con gà đó có nghĩa là như vậy. Nếu mà Sáu mà nuôi mấy con gà mà để trong chuồng á, là người ta chỉ nghĩ là con gà đó là gà nuôi công nghiệp, gà cho ăn cám. Thì đúng rồi, gà công nghiệp là nuôi trong chuồng phải đó rồi. Thì đó, nếu mà gà vậy thì thịt nó bở không ngon, em công nhận không? Đúng chưa? Rồi. Rồi, thì bây giờ con lại nghĩ nếu mà bây giờ con gà người ta khoái lên nhất ăn gà ta. Đúng rồi, gà ta. Thịt ít chắc. Mà đặc biệt nữa là gà đi bộ. Thì bây giờ cái chu viên này, thí dụ như là đây nhà hàng đi. Khi mình nuôi con gà nó đi vòng vòng. Tôi đang ngồi đây ăn nè. Đó, cái con gà đi vòng vòng. Đó, tại mới vô cái chỉ con gà đó là mình phải bắt ngay đúng con gà đó. Mình đem ra làm thịt cho người ta luôn, làm lẩu lá giang hay gì đó. Trời ơi, mày đặt đi bộ, nó gà ta đi. Mày đặt đi bộ. Gà ta nào không đi bộ trời. Trời ơi, thiệt giờ không biết giải thích sao cho Sáu nghe luôn á. Con gà ta đi bộ là sao? Con gà ta đi bộ là có nghĩa là nó có vận động. Nó vận động, nó đi tới đi lui thì thịt nó mới chắc. Đây nè, nó đi bộ á. Ví dụ như đây nè, đi nó vậy. Đây. Ví dụ gà đi. Hey. Nó vậy đó. Nó mệt không? Mày lên mày trình bày sao mà mấy ổng không duyệt cái vụ này? Là mày lên mày trình bày là mày đi giống vậy đó. Chứ sao? Bà trời ơi, là trời thì mình giải thích cho rõ ràng. Tôi nói gì? Con nói gì cái ông mà phó chủ tịch? Nha, con nói bây giờ nè. Tôi nói anh nè. Đó, tôi muốn vay vốn làm ăn. Tôi vay nhiêu? Có 10 tỷ à? 10 tỷ à? Chứ nhiều. Trời ơi, sao thấy không? Nó mình là người nhà nè. Mình nghe ổng giải thích vòng vo mình thấy cũng mắc mệt nữa. Huống gì đem hồ sơ này kia lên cho mấy ông trên xã này kia rồi xin 10 tỷ ha. Trời, thánh thần ơi, nghĩ sao à. Bà nên nhớ là mở nhà hàng chứ không phải là mở cái quán. Thí dụ mở một quán mượn chừng tỷ thôi. Mà không có cái quán nào mà gà đi bộ mà xin 10 tỷ. Ta nói cho tụi bay nghe tại sao người ta không có duyệt cái dự án 10 tỷ. Tại sao? Tha rằng chồng mày lên á trình bày bằng miệng đi. Người ta còn suy nghĩ. Còn đằng này nó lên rất là tốt. Tốt không? Rồi xong. Gặp tao tao quỷ. Trời ơi, hèn chi bởi vậy Sáu bán quán không chứ Sáu mà làm cho phó chủ tịch đi chủ tịch. Cái tướng nó đi kiểu con gà là tao thấy nó ghét rồi. Trời, con nói sao nghe nè. Ngay từ đầu ổng cứ nói cái dự án đó với con là con thấy không được rồi hà. Bán gà bình thường như con đi cũng đủ sống rồi, không chịu. Gà đi bộ này kia làm chi. Thôi em, tôi ngán cái cảnh mà bán lẻ với nhà em rồi. Em mà bán lẻ kiểu đó biết chừng nào mà giàu. Trời đất ơi, trời ơi, tôi đâu có giàu đâu. Mà tôi đủ tiền, tôi cho anh làm hồ sơ này kia, anh lên xã anh trình bày được không? Ủa đủ giàu chưa? Đủ ăn đủ mặc vậy được chưa? Tôi muốn giàu ở đây là cái vấn đề là kinh tế gia đình. Tôi muốn kinh tế gia đình mình nó thoải mái rồi đó. Đâu phải là để riêng mình tôi hưởng đâu mà là cho em với con nữa. Rồi thôi, nếu anh nói vậy tôi chóng mắt lên tôi coi dự án này của anh tới đâu nghe. Chóng mắt là sao? Thắm. Bây giờ, vậy là tự nhiên cái đi về hả? Ủa sáng tao chưa mở hàng khách vô cái đi về là sao? Mở bây hàng? Giờ, Sáu nghĩ rồi tự nhiên vậy đó. Bây giờ, con hỏi Sáu đáng lý là... Bây giờ mày uống cái gì tao làm mở hàng xả xôi cho kìa. Con đang nói. Chủ quán ơi. Dạ tôi. Ủa? Tôi chủ quán, dạ. Con mua gì cô? Tôi... Mặt này mới về đây hay sao? Trời là... Ở đây có bán gì chị?
Quán này quán tạp hóa đó cô, gì cũng có hết trơn. À, tạp hóa có nghĩa là bán tạp nhạp lắm, nhiều hàng quá. Dạ, muốn mua gì cô? Tôi cần mua nhiều lắm. À, không mấy chị bán hết cái quán này cho tôi đi. Nói gì? Nó thấy không vui. Bán đồ không bán quán. À, nha. Chị đừng có hiểu lầm. Nói nào ngay tôi là tôi mới về đây. Nói ở trên thành phố tôi cũng có nhà, nhưng mà mấy đứa nhỏ con tôi nó không ở chung. Ông xã thì mất rồi. Nên về đây ở để hưởng cái không khí. Đó, cái mùi không khí trong lành chị nghe. À, Mùi rơm. Đó, mùi rơm, mùi rạ. Chắc tại con cái nó hiếu thảo quá đó, không đứa nào léo hắn gì tới nên buồn về đây là... Chị nói vậy oan ức cho mấy đứa con tôi nó bên nước ngoài đó. Nó thành đạt dữ lắm. Chị Kiều. Mà nói tội nghiệp, tụi nó thì chăm chỉ làm ăn, còn tính là về nước mình để mà đầu tư rồi ba cái đất đai ruộng vườn rồi con... Mua gì tôi lấy. Chị, nói nghe nè. Nhà tôi thiếu nhiều thứ lắm. Chị coi ở đây cái gì cũng lấy cho tôi món hai món đi ha. Mì gói nè ha. Rồi lấy nước đi. Tương nước mắm nè ha. Rồi khoan. Mua chừng nhiêu tiền? Thì chị cứ lấy hết đi, bao nhiêu tiền cũng được. Đối với tôi tiền nông không có thành vấn đề. Mà bây giờ lấy liền phải không? Bây giờ lấy liền cỡ bao nhiêu tiền? À nè, tôi có đem ít tiền lẻ. Định là mua ba cái bánh trái lặt vặt cái mà. Tôi đem có... Này, cái này chị đếm cho tôi coi bao nhiêu vậy? Tôi đem tiền lẻ không à? 900 ngàn. Thôi. Vừa đủ luôn. Giờ sách này về đi. Dạ. Rồi lát muốn nhắm mua bao nhiêu thì nói tôi một tiếng, tôi soạn đồ, tôi kêu người sách qua. Bây giờ chị cứ soạn đi, mỗi thứ lấy 1 món, 2 món cho tôi. Rồi qua bên đó lấy tiền tiếp. Nha, thôi nè. Đây. Tôi nào giờ không có đụng tới móng tay cầm con chút mà nó nặng á, nó đau cái tay quá. Rồi thôi được rồi. Thôi bây giờ cô về bển đi. Cái nhà dưới gốc dừa đầu xóm đó. Đúng, nhà bên hướng này. Rồi. Để tôi kiếm đứa nào nó mạnh. Sao? Kiếm ai? Chị Mắc Công đây. Con đang ở không? Đúng rồi. Dạ, con chào cô. Chào cậu. Dạ, con tên Hiền. Con người ở đây. Dạ. Này nó khỏe dữ lắm. Dạ. Gì chứ sách đồ là nó sách đồ. Dạ, cứ để nó gom hết rồi cứ gì con sách qua lựa cho. Thấy người u nần. Nhiều muối chứ không phải u nần sần sùi. Dạ. Thì chắc có lẽ khỏe thôi. Cậu em giúp giùm cô ha. Dạ. Con tên Hiền, rất vui được phục vụ cho cô. Chào đón cô đến với cái làng này của con. Dạ. Hiền thấy cái cách nói chuyện của Hiền mà chắc Hiền khô ha. Cô thiệt là cô mắc giùm người đó nha. Mời Hiền ngồi. Dạ, cảm ơn cô. Hiền uống chút nước nha. Dạ. Cô ơi, cái chỗ này mà rộng rãi, thoáng mát như vậy mà để nghỉ dưỡng không thì uổng quá à. Phải chi nó là một trong những cái không gian của cái nhà hàng mà gà đi bộ thì hay biết mấy ha. Nhà hàng gà đi bộ? Dạ. Ủa là cái gì vậy? Dạ, không giấu gì với cô thì đó chính là cái dự án riêng của Hiền. Hiền đang suy nghĩ á, thì để làm cái nhà hàng đó. Thì cái nhà hàng đó thì nó không giấu gì là nó cũng là bán thịt gà thôi. Nhưng mà nó lại đặc biệt ở chỗ là mình bán là gà đi bộ. Thí dụ như khách ta vô ta thấy cái con gà đó ta thích, ta chỉ ngay con gà đó là mình cứ bắt ngang gà đó mình bán cho người ta. Thì người ta sẽ cảm thấy người ta thích, người ta ăn. Cái kiểu như là hải sản tươi sống. Dạ, đó như thích kiểu... con nào là chỉ con đó là dạ. Làm cho người ta. Dạ đúng rồi. Mà gà đi bộ là một cái tên rất là thu hút luôn. Dạ. Vậy thế ra là đây là ông chủ ha. Dạ chị không, mới chỉ trên cái giấy tờ thôi, chứ còn mơ ước thì vẫn còn là mơ ước thôi, tại vì không sao đâu, cái mơ ước mà dạ. Ai trên đời không có mơ ước, nhất là những cái người mà còn trẻ, dạ. Còn khỏe, dạ. Đời bản nhiều lắm. Dạ, thì bởi vậy cô biết xong là cho nên là tôi cô. Dạ chứ sao ạ? Hơi bàng hoàng một tí. Mình cũng xin giới thiệu, mình tên là Loan. Dạ, cô Loan. Được mình kêu bằng cô, kêu cô nó già lắm. Mà phụ nữ thì rất là sợ già. Mà đặc biệt là Loan á, sợ già như sợ má Loan vậy đó. Dạ. Thôi mời... Thôi chết rồi. Vô ý vô tứ quá, tại vì mới giờ về đây chưa có cái gì hết. Dạ, không sao đâu. Cô cứ để... Không được rồi, người ta nói khách tới nhà không trà cũng nước. Dạ. Cô coi hồi nãy mua cái gì với cái gì, cô mình lấy trong đây ra. Dạ. Thôi lấy đỡ cái này đi.
chơi à. Thôi kệ, khách tới nhà không trà cũng nước, thì cái này cũng là nước nhưng mà mình lên men chút xíu. À, dạ cô, dạ cô thông cảm, tại vì mình đang trong công việc á cô, thì bây giờ là tại vì Hiền đang giống như là đang. À đúng rồi, mình phải tập trung vào công việc. Không dạ. Sao hết. Nói dạ. Chung là mình cứ để đây đi, khi nào dạ. Dùng thì dùng. À, thì không giấu gì lại cô, thì hiện tại là cái dự án này nó vẫn còn ấp ủ trong giấy tờ. Đừng có kêu bằng cô nữa, kêu bằng tên đi, Loan. À Loan Hiền. Dạ thì thật ra thì Loan biết không, thì ở đây Hiền vẫn đang là ấp ủ cái dự án này. Cái dự án mà cái nhà hàng gà đi bộ đó, mà nó vẫn còn là chưa có vay được vốn của trên xã. Nên là rất cần một cái nhà đầu tư bên ngoài thích về cái dự án này, hiểu được cái dự án này mà cùng chung tay để mình làm á, thì chắc là hay lắm. Hiểu chứ, Loan hiểu, Loan rất là hiểu. Bởi vì con của Loan là những đứa thành công, các cháu thì đầu tư cũng rất là nhiều cái dự án, và cái càng ngày càng phát triển hơn trong cái con đường kinh doanh của mình. Nên chắc cái đó là cũng là cái máu được thừa hưởng của mẹ thôi. Còn cái dự án này thì Loan thấy nó rất là khả thi. Bởi vì sao? Nội mà cái tên thôi là Loan thấy là nó đã thu hút cái lượng khách hàng rồi. Tên rất là gà đi bộ, chứ không lẽ gà đi xe lăn, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó. Rồi với lại cái sự đi bộ đó, nó làm cho săn chắc con gà, rồi nó sẽ làm cho con gà ngon hơn, kích thích vị giác của khách hàng hơn, rất là thích hợp với lại cái chủ đầu tư. Với lại Loan nghĩ như vậy nè, đâu có cần thiết là phải đi vay vốn hay là mình phải kêu gọi cái sự đầu tư của người khác. Dạ. Loan ơi, ý là Hiền muốn nói như vậy nè, là tất cả những gì mà trong dự án là Hiền đã để sẵn trong đầy hết trơn rồi. Bây giờ không còn là ước mơ nữa. Thì nếu như Loan hiểu thì Loan chỉ cần coi đi. Thì bây giờ đó nó giống như cái nàng gà ngoài sân đó, thấy không? Đó. Ôi, được rồi, Loan hiểu. Dạ. Bởi vì thấy một cái người mà có nhiệt huyết như là Hiền đây á. Dạ. Thì Loan đặt hết niềm tin. Bởi vì những người như vậy ít bao giờ thất bại hết, toàn là những người thành công thôi. Còn Loan thì sống tới tuổi này rồi thì tiền bạc không thành vấn đề. Nhiều khi làm ăn mà có thua lỗ đi chăng nữa thì cũng không có nhầm gì. Ăn từ đây tới cuối đời cũng còn dư quá mà. Dạ. Tiền không biết để đâu cho hết. Dạ. Thì mình hợp tác nha. Loan đồng ý hả? Đồng ý chứ, đồng ý hai tay nè. Vậy dạ vậy bây giờ như vậy nè, bây giờ mừng quá phải không? Dạ. Mừng quá mình phải ăn mừng. Hiền ngồi xuống đi. Vậy mình ký hợp đồng luôn đi. Cái này chuyện nhỏ, cái này mình ký hợp đồng chỉ một phút thôi. Bây giờ mình nhân cái dịp này thì mình phải ăn mừng, là bởi vì sao? Bởi vì mình đã có một bước chuyển mới trong cái công việc kinh doanh làm ăn của mình. Và chúc mừng cho cái sự hợp tác của đôi bên. Dạ cảm ơn Loan nhiều lắm. Dạ. Trời ơi, đã nói là tiền bạc đối với Loan không thành vấn đề, rủi ro Loan chịu hết. Được chưa? Dạ, nhưng mà vậy kỳ quá. Có gì đâu mà kỳ, thôi ngồi xuống chúc mừng cho cái sự thành công ngày hôm nay đi. Dạ. Mình dùng cái rượu này cũng cây nhà lá vườn nha. Dạ, ở đây để. Loan biết uống luôn hả? Không, hửi và thấy hình là thấy thơm rồi. Ngon rồi. Dạ. Loan rót cho Loan trước nha. Dạ. Nhưng mà Loan nhớ nha, Loan nhớ là mình đã nói chuyện là mình đồng ý cái dự án này rồi nha. Thiệt, Loan nói thiệt mà. Rồi, mình vô cái đi. Dạ. Vô. Không, mình để thắt chặt cái tình cảm hơn thì mình quéo tay lại đi. Để cho mình hợp tác thành công, mình sẽ có nhiều bước tiến hơn. Ủa sao nhớ cái vụ này là chỉ có khi nào mà uống... Bây giờ kiểu mới người ta vậy đó, hợp tác làm ăn là phải như vậy, lâu dài bền vững trăm năm hạnh phúc. Trăm năm hạnh phúc. Đúng rồi, là bền vững trăm năm mình truyền lại cho con cháu nữa. Đúng rồi. Mà công nhận rượu quê hương nó ngon quá, nó ngon hơn những loại rượu Tây mà Loan từng uống. Dạ. Loan ngồi đi. Ừ, Loan ngồi. Loan sao vậy? Ây da. Loan sao vậy? À. Loan sao vậy? Loan ơi. Loan sao vậy? Tự nhiên cái chân của Loan nó bị sụm xuống ta. Hay là hôm nay đi bộ nhiều quá, từ đó tới giờ không có đi bộ nhiều, cũng không có hoạt động tay chân nhiều. Bây giờ Loan sao? Tôi đưa Loan lên trạm xá nha. Loan không có đi trạm xá đâu, cái bệnh này của Loan biết mà. Nó bị sụm nụ, nó bị lệch sụn. Nó bị lệch sụn chút xíu nó hết à, nó tự nhiên lát nó tự ngay lại à. Bây giờ phải sao? Ôi da. Loan có thuốc gì không? Tôi lấy thuốc cho Loan uống nha. Không.
cơ địa như vậy không có uống thuốc được. Dạ. Thuốc bị dị ứng. Thôi thôi bây giờ nó cứ vô nghỉ đi rồi cái gì tôi về. Xong rồi hôm nào rồi tôi qua tôi mình bàn dự án tiếp nha. Để qua Loan tự. Anh qua. Ây da. Long ơi. Ây da đau quá đau quá. Đau tới lưng luôn rồi. Từ chân mà nó dồn nó tới lưng luôn rồi. Ngồi xích lên chút xíu. Không được, Loan phải dựa. Bây giờ Loan không thể nào ngồi được. Loan mà ngồi là Loan sẽ bị úi giá, bị là cột sống, là bị liệt, bị bán nhân bất toại đó. Vậy bây giờ sao? Dìu Loan vô trong đi. Mình bàn tiếp cái vụ này. Chứ cái vụ này còn nóng sốt quá. Thôi Long vô trong nghỉ ngơi rồi hôm nào rồi tôi qua rồi bàn tiếp nha. Không được cái vụ này mình phải bàn liền, khẩn trương chuyển khai liền chứ không thôi người ta sẽ cướp mất cái dự án của mình. Đúng rồi. Dạ, đúng. Long cầm giùm tôi đi. Cầm. Cầm hả? Trời ơi cầm nè. Ui da. Long vô nghỉ nha. Ẩm luôn được không? Không được đâu, chết à. Vô đây đi rồi. Long làm gì vậy Long? Thôi mà, ngồi đây đi. Đừng, Long làm gì vậy? Mình bàn dự án. Không, bàn dự án rồi làm gì? Ơi. Anh. Cái. Sao? Cái gì vậy? Sao thấy ông Huyền không? Ngồi đi. Thấy Huyền qua đây không sao? Ngồi đi, tao nói cho mày nghe. Trời ơi, sớm mơ giờ đứng ngồi không yên hả sao? Trời ơi, thằng Huyền á là nó... Sao vậy? Sao Huyền hả? Thôi. Sao không nói cho con nghe vậy sao? Huyền đâu? Không nói đâu, không nói được nữa rồi. Rồi, tao hiểu luôn rồi, tao hiểu chuyện rồi. Ngồi đây. Anh Hiền, sao vậy? Trời ơi. Cái chuẩn bị gì vậy? Trời ơi, quá rồi. Quá sức rồi. Anh Hiền, anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy anh Hiền? Anh đi đâu mà mặt mày anh coi kìa? Hả? Anh làm gì vậy? Thầm. Cô sao? Ôi. Này là ước mơ để mà được làm cái nhà hàng gà đi bộ của anh nè. Bây giờ nó đã thành công rồi, người ta chịu đầu tư là nhưng mà cái đây là tình thế đưa đẩy anh bị dính vô cái loạn. Hiền ơi, nhắc kệ. Hiền ơi, cái thân xác của mày mà đánh đổi được cả một cái sự nghiệp tâm rủi ro. Thôi thôi, đừng dắt nữa. Phạm. Đừng có nhắc nữa. Anh đang giở trò gì với tôi vậy anh Hiền? Biết mặt con mẹ đó bước vô quán. Thấy thằng Hiền mỗi con mắt chết mà tao đi rồi. Anh Hiền thấy con mẹ đó có tiền, thấy không? Là cũng tính chạy theo. Cô nói sao nghe? Trời ơi, nghĩ sao bà đó về mà cô mê được. Nhặt đó. Đó, cái mặt mày nghe, cái mặt mày tứ phía. Anh với một người phụ nữ nào khác làm cái chuyện gì đó? Đó, chuyện này nè, chuyện này nè, đó. Để có được cái ước mơ, cái nhà hàng gà đi bộ gì của anh hả anh Hiền? Đừng nhắc nữa, được không? Ủa sao anh nói xử với tôi vậy anh Hiền? Không có đâu. Tâm ơi, anh bây giờ anh chỉ nói với em là bây giờ cái này là bị đưa đẩy đó, anh bị gài á, hiểu không? Rồi chừng nào xây. Dạ, người ta đồng ý rồi, người ta đồng ý đầu tư vô rồi. Còn cái chuyện mà hai đứa mình á, anh vẫn giữ một lòng với Thắm. Không, ủa, giờ này ai mà nhắn tin gì vậy trời? Một lòng với tôi mà vậy hả anh? Coi mặt mày anh kìa. Biết rồi mà Thắm. Nhưng rồi mà... tôi ăn nói làm sao đây với ba má tôi? Nhắn tin thì đọc đi. Yeah. Loan nè. Sao đưa đây tao đập cho mày ơi. Loan đưa đây. Thôi, lấy tao đập cho. Hiền yêu dấu của Loan. Trời ơi, mới gặp tới yêu dấu liền luôn. Trời ơi. Cái dự án gà đi bộ nhà hàng của Hiền rất thú vị. Nhưng Loan xin lỗi, Loan không đầu tư được nha. Cái nhà đó là Loan thuê có một ngày thôi. Bây giờ Loan dọn đi rồi. Cảm ơn Hiền vì tình cảm Hiền đã dành cho Loan rất nồng nàn. Xin chào, bây giờ Loan đi bổ sung vào bộ sưu tập trai độc lạ của Loan đây. Bye bye. Vậy là con nằm trong bộ sưu tập của bà hả? Rốt cuộc là bà không có đầu tư cho con hả? Trời ơi. Được nhiều đó thôi.
em có giật tiền. Dạ con, nãy con có câu được tiền thiệt. Trời ơi, ông trời có mắt lắm mà. Tham thì thăm thôi. Thăm? Anh biết sai. Nãy uống rượu vô nó xịn, cho nên mới vậy. Em đừng có bỏ anh nha Thăm. Em mà bỏ anh giờ này chắc anh cắn lưỡi anh chết luôn. Thăm, nói với anh gì đi Thăm. Thăm, Thăm ơi, anh về cho con cái lại em xin đem ta cho anh nha Thăm. Anh sáng mắt anh chưa?